anh em còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ bố chỉ đang nằm nghỉ ở đó nên hồn nhiên gọi khiến ai nghe cũng đau lòng. Ngày bố mất là ngày cả bầu trời như sụp đổ. Thế nhưng ở cái tuổi chỉ mới lên 3, đứa trẻ ấy chưa thể nào hình dung được mình vừa mất đi cả thế giới. Không hề biết rằng ngày mai chẳng còn bố để đồng hành cùng con ở chặng đường dài phía sau này. Không còn bố hỏi han và đưa đón con mỗi ngày đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Nhìn thấy chiếc quan tài, cậu bé cứ ngỡ bố chỉ đang nằm ở đấy nghỉ ngơi, nên đã hồn nhiên chạy tới để gọi bố dậy chơi cùng mình. Tuy nhiên làm sao bố có thể trả lời, làm sao có thể nghe thấy giọng của bố thêm một lần nào nữa. Những câu nói ngây thơ và hồn nhiên của đứa bé khiến những người thân trong gia đình đều phải rơi nước mắt. Có người phải vội chạy đi chỗ khác để lau nước mắt, có người phải cúi gặm mặt, và có người đứng hình mà không biết phải làm sao. Chỉ biết trách cuộc đời quá vô thường khi mới ngày nào bố còn cười đùa vui vẻ cùng em. Vậy mà giờ đây, bố phải nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo, âm dương cách biệt. Những ký ức về bố trong em giờ đây chỉ còn là trong lời kể. Nỗi đau ấy thực sự xót xa vô cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.